Xin chào mọi người. Mọi người có rảnh không? Hôm qua xem video đội tuyển U23 Việt Nam thắng Iraq. Tuyệt vời. Nhân dịp này thì mình sẽ làm một cái video để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Mình sẽ mặc nhiều áo cờ đỏ sao vàng nhất có thể để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vào thi đấu tốt ở bán kết. Đấy, bây giờ các bạn đi theo mình nhé. Chúng ta đi lấy áo. Bây giờ mọi người hãy cùng mình đi lấy áo nhé. 5 cái không biết có mặc được không nữa. Chắc cũng căng này. Đi nha. Lấy cái chìa khóa này. Áo ở đây mình có rất nhiều kiểu loại xanh đỏ tím vàng, nhưng mà để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mình sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng này. Đây các bạn nhé, mình chuẩn bị sẵn đây rồi, áo cờ đỏ sao vàng. Ok, bây giờ mình sẽ nhặt ở đây mang sang bên kia, đếm đủ 100 cái từ size nhỏ đến size to. Mình sẽ mặc size nhỏ vào trước, size to vào sau. Ok, và để mặc được 100 cái áo này, công việc đầu tiên là tôi phải cởi chúng ra. Hôm nay tôi chuẩn bị sẵn là 3 cơ, cởi ra là cũng vẫn phết đấy. Một cái 100 cái đàng hoàng tôi sẽ mặc từ size nhỏ đến size to. Mặc bao giờ mặc được càng nhiều cũng được càng nhiều. Thực sự là nó đang to hơn cả người tôi đây. Cái đầu tiên. Thank you.
một tí nhá. Thôi bây giờ các bạn cùng tôi đi cổ vũ bóng đá nhá. Vấn đề bây giờ là làm sao để cởi hết được đồng áo này. Tôi sẽ phải tự cởi từng cái một. Nếu mà không cởi được là tôi phải cắt. Tôi sẽ nhờ người trợ giúp chứ. Nếu không tự cởi được. Yeah.
áo chưa mặc quá nhiều. Một, hai, ba. Mặc rồi. Còn đây là số áo chưa mặc. Cái đống này nó bé hơn vì nó gấp gọn, nhưng mà số lượng nó nhiều hơn. 46 cái đã mặc rồi. 54 cái không mặc nữa. Chị mặc được 46 chiếc áo trên 100 chiếc. Cực kỳ ngộp thở khi các bạn mặc đến cái thứ 40. Bạn nào có thể thử. Trong số áo của tôi ở đây có là chỉ có 3 cỡ ML, XL. Nếu mà tôi có những cái áo cỡ to hơn 2X, 3XL thì có lẽ là tôi sẽ mặc được hết đống áo này. Thử thách của tôi đã kết thúc. Và bây giờ tôi còn dư rất là nhiều áo. Tôi quyết định sẽ tặng cho 100 bạn nào đầu tiên subscribe và chia sẻ kênh của tôi. Các bạn liên hệ theo đường link bên dưới để nhận áo nhé. Chúc đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trong vòng bán kết sắp tới và vô địch.